Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Trở Về TV. Thì hôm nay là ngày 12 tháng Giêng âm lịch mọi người ạ. Sáng nay ở chợ Bình Tây, ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh có diễn ra một cái lễ hội cực kỳ lớn. Cả lễ và cả hội nha mọi người, cả phần lễ và cả phần hội. Thì đây nè, bên cạnh mình đang có một chiếc xe của đoàn Lân Sư Rồng Nhân Nghĩa Đường Việt Nam. Thì cái lễ hội, cái phần lễ hội thì diễn ra ở trong cái công viên chính giữa chợ nha các bạn nhé. Đó, ở phía trong có tại vì chợ Bình Tây nó có một cái công viên, có khuôn viên rất là lớn nằm ở giữa chợ. Thì cái phần lễ hội đang diễn ra ở trong đấy. Thì bây giờ mình mời tất cả các bạn đi tham dự cái phần lễ hội của chợ Bình Tây nhân dịp năm mới, mà cũng nhân dịp cái Tết Nguyên Tiêu sắp tới, một trong những cái Tết rất là lớn của cộng đồng người Hoa tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh này. Rồi, ngày hôm qua thì mình có giới thiệu tới với tất cả các bạn những cái hình ảnh về chợ Bình Tây đã được trang hoàng tử tế rất đẹp để đón mừng cái Tết Nguyên Tiêu. Thì hôm nay vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch này thì chợ Bình Tây đang diễn ra nha mọi người, đang diễn ra một cái lễ hội cực kỳ lớn. Nói chung là về quy mô để khởi cái giống như cái sự khai mạc cho cái lễ hội Tết Nguyên Tiêu tại quận 5 của cộng đồng người Hoa tại quận 5 này. Thì nói những cái lễ Tết của người Hoa thì không thể nào thiếu cái món này, Lân Sư Rồng nha các bạn. Đây, cái lễ hội đang diễn ra trong đây, mình mời tất cả các bạn đi tham dự cái lễ hội của cộng đồng người Hoa tại chợ Bình Tây, giống như một cái lễ khai mạc cho cái lễ hội Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa tại khu vực quận 5 chợ lớn nhé. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Rồi những hình ảnh này là những hình ảnh kết thúc cái buổi lễ hội.
chào mừng năm mới cũng như là khai mạc cái lễ Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa của khu chợ Bình Tây nói riêng và cộng đồng người Hoa tại khu chợ lớn quận 5 nói chung. Nếu thấy video hay, các bạn vui lòng cho kênh Chợ Việt TV xin một subscribe, một like và chia sẻ video nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chúc cái lễ hội Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam thành công vang dội, mang lại rất là nhiều cái vẻ đẹp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung và cộng đồng người Hoa tại khu vực quận 5 chợ lớn và khu vực và trên toàn lãnh thổ Việt Nam nói riêng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi livestream và những video.